đi sắp 4 đúng không? Toby đi Toby đi offlane. offlane, đúng rồi. Thế thì Aramid với một Ember sắp 4, Celery cầm Green Shock ở vị trí sắp số 5, Sát cầm Ricky đi carry và Toby Enigma ở vị trí offlane. Boom sẽ là người chơi sao phiên ở vị trí đường giữa trong game đầu này. Khó nhở, một line up của Viking EZ, khả năng đi push trụ của họ sẽ tập trung cao vào Enigma như là SF. Combat thì Cryptolite có thể không sợ cho mình một cái Black Hole, nhưng rõ ràng Viking EZ họ vẫn còn đó cho mình một cái requirement đầm sâu. Nếu như mà họ combat tốt, mất cho mình cái Black Hole trước thôi thì SF có thể sử dụng cả cái Ultimate để có thể chơi Cryptolite ở mạng thứ hai của anh ta. Còn Ziki thì với cái việc bắt tớ vào những cái con hero máu giấy như là Queen of Pain, Shadow Shaman, Enchantress hay Negrophos thì nó cũng không quá khó khăn đâu. Nhìn cái line up thì phần nào bên phía của Na'Vi đi lane nó sẽ có lợi thế hơn, bởi vì rõ ràng họ là bốn con hero tay dài. Những cái lane mà hai con hero tay dài đi với nhau thì khả năng cấu rỉa Harad sẽ là có. Bên phía Vagazi thì họ chỉ cần làm tốt tầm thời điểm đi lane thôi sẽ là có lợi thế tầm thời điểm về mid game. Họ sẽ đánh dễ đánh hơn với một con Ricky nó cơ động và có thể phối hợp được những cái bộ combo với cả Ingwell. Đây rồi. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với bàn cutter một chút trước khi mà trận đấu được bắt đầu. Và đó là cái ban pick tới từ bên phía của giải đấu ESL One Birmingham, trận đấu giữa Na'Vi cũng như là Viking. Mình gọi là đã được gọi là cảnh báo trước một chút là sẽ có một cái đoạn quảng cáo nghỉ giữa trước khi vào game đấu. Thế nên là chúng ta quay trở lại với bàn caster một chút. Thì nhìn qua về lab của hai team thì sao? Anh có cảm nhận thế nào? Em cảm giác là bên phía của team Viking họ pick hơi tham một chút. Thực ra thì Ember Spirit đánh ở support số 4 không phải là một lựa chọn hay nó cho lắm. Nó cứ thế nào ấy đúng không? Đúng rồi. Cảm giác là chúng ta sẽ thấy là con Ember này nếu mà team không tức là không snowball được thì nó cực kỳ thọt và nó sẽ chẳng làm được gì cả. Đúng thật là chúng ta chỉ nhìn những cái pha chém chói thôi, xong chúng ta không thấy có một cái tác dụng gì hơn cả. Đúng rồi, nhưng mà để ý đến cách đánh cái Toby nhá, anh ta rất hay gọi đệ xong sau đấy gây áp lực lane clear xong đi vào rừng luôn. Support số 4 thì sẽ là người đứng ở lại lane và hit cho mình cái lượng XP và level ngoài lane. Không biết là trong trận đấu này thì cái chiến thuật đấy của bên phía đội hình team Viking nó có thể sử dụng được không. Và đây rồi, tôi đã thấy có tín hiệu cùng quay trở lại với cả trận đấu rồi. Đây rồi. Ricky nó quả ton disco trông thực sự là được đây. Ui, ton gì trông nó là bánh cuốn nhá. Ton 9 giây ạ, sợ thật. Ui, thế này mà mấy ông này kiểu thắng game cái và nhà đối phương mở ton lên thì được đấy, trông cũng được đấy. Nào và bây giờ bãi kinh gì gì đây rồi, một cái lane có gọi Harad nhẹ nhàng vào người của Nai Basha bị trói lại rồi này. Body block của Nai Basha như thế nào đây? Con Nai Basha chết luôn và đó là cái first blood tại cái vị trí của Celery, cực kỳ nhanh chóng tới hành vi của Viking GG rồi. Vừa mới nói là giao lưu nhẹ nhàng tầm thời điểm đầu game thôi, vào phát đấm chết luôn, không để cho đối phương kịp dễ dụa gì cả. Và đây rồi, Enigma, một cái lối chơi quen thuộc, anh ta sẽ bắt đi cho mình con tay dài, xong sau đấy là di chuyển đi ăn rune. Những cái con đệ mà anh ta di chuyển ra lane để phần nào hit cho mình cái lượng XP, cũng như sau đấy là di chuyển vào rừng, tập trung vào phạm rừng hơn. Và đây, bên phía của Na'Vi thì sao? Nai Pasa cũng như là cả Soulbet cùng một clan top đây rồi. Cái lane lại dễ thở Nai Pasa rồi. Lại vào đi block tới từ vị trí của Aramid. Vâng, thực sự là khó chịu, không cho cái con Necrophos này nó thở, cắn Verify lên. Cũng may là anh ta lùi về được và ở đây thì cố gắng dí theo cho Soulbet mà thôi. Rất đánh đá vừa mới ra thôi đánh cho thương binh còn hạng 9/10 luôn rồi. Và quay trở lại với cả cái bình máu to của mình, nhưng mà các thành viên phía Viking gì chắc chắn mỗi người cũng sẽ có sở hữu cho mình với bình máu to thôi. Toby với việc đi một cái lane mà đối phương là hai người, anh ta chỉ là một Enigma thôi thì nghĩ rằng Toby chủ động di chuyển vào rừng và farm cho nó dễ thở hơn. Anh ta sẽ chưa đủ level để di chuyển vào rừng farm, sẽ phải chịu khó ở lane thêm một chút nữa thôi. Trong khi đó thì Soulbet có một tình huống di chuyển ở khu vực mid. Có thể nào đi muốn bắt gà chăng? Pha di chuyển này thì mình chưa rõ là anh ta có ý đồ gì. Trong khi đó ở trên này thì Celery vẫn tiếp tục lên gây áp lực lên vị trí của Nai Basha. Chủ động lên một cái giày trước, Soulbet là muốn Soulbet bị nhìn thấy và giờ đấm chay với cả Celery Aramid. Một người có giày, người còn lại thì sao? Cảm giác là đấm đam tay, đọ tay cả con sao Saman này không kiểu được, bị yếu ấy. Đúng rồi. Con Ember thì đam 6 mấy. À đâu, 5 mấy chứ. 5 mấy thôi. 54. Đúng rồi, còn con Shadow Shaman thì 7, hơn 7 chục đam. 73 đam thời điểm đầu, không có đồ thì làm sao bây giờ. Thực sự là
anh ta sẽ cố gắng kéo cho mình những cái đàn creep thôi, nhưng mà để thời điểm hiện tại thì các thành viên ở phía Viking Easy họ thử luôn một con Ember đi theo một con Shadow Shaman rồi. Rất khó chịu với việc là Ember cộng cho mình những cái điểm chói trước Shadow Shaman thì khó thở trong những pha kéo creep đây. Khi mà anh ta đang kéo theo một cái số lượng creep lớn và chỉ cần bị chói chân lại một chút thôi, cái đàn creep nó đánh vào cái lượng đam nó sẽ rất là đau. Ở đây rồi, Soulbet bị nhìn thấy rồi, chém thôi nào. Đây là một con Ember có chói nha, mà anh ta không thực hiện được cái ý đồ kéo creep rồi. Chạy về cũng lại là một thương binh hạng 9/10. Và bây giờ thì Naipasa gần như Naipasa trông anh ta phải rút kinh để có thể TP về đấy. Cái lên top này thì các thành viên của Viking nó đang làm rất là tốt rồi. Chat thì đã lát hit cho mình 14 con và deny tới tận 9 con creep liền. SF ở khu vực land mid anh ta cũng đang làm ổn thôi. Đối đầu với cả một con Queen of Pain lát hit được 11. Không quá có gì là bận tâm cả. Nhưng mà cái số lượng deny của Magico kìa, nó là 8 con creep, 2 đàn creep rồi. Boom phần nào vẫn sẽ bị thọt hơn thôi. Rõ ràng con SF đối đầu với Queen of Pain thì nó không phải là một kèo quá dễ thở đâu. Và đặc biệt là Queen of Pain trong tay Magico, cả chơi con hero khá thuận tay. Rõ ràng phần nào thì có lẽ đây cũng là một cái truyền thống của team Navi rồi. Những cái người chơi đi mid thì chơi con Queen of Pain này khá là thạo. Andy này, Magico đều là những cái người chơi rất hay chơi Queen of Pain. Ở đây thì Naipasa level 2, Soulbet level 1. Thật sự là một cái lane hơi khó rồi, và Riki thì vẫn đang được thả free. Với việc được thả free này, nếu mà anh ta vẫn giữ được cho mình một cái nhịp độ của trận đấu ổn định thì tầm khoảng thời điểm phút thứ 16, 17 anh ta sẽ có cho mình cái đi full, hoặc có thể nhanh hơn nếu như anh ta bỏ qua bớt một cái red bên, tránh những cái trường hợp đánh nhau tầm thời điểm đầu game, bởi vì bây giờ Riki đang gần như là tập trung vào farm rồi. Iliad thì lại còn di chuyển ra mid, có lẽ là up thêm cho Queen of Pain một chút lượng giáp đến từ cái con đệ thu phục được ở trong rừng. Enigma thì cũng đã có cho mình được level 4 rồi. Thực sự Enigma lát hit 12 creep khá là ổn đây. Đối đầu lại với cả Ranking nhưng anh ta thì cái lượng farm cơm thêm ở trong rừng của anh ta vẫn sẽ bù lại được cái thời điểm đi lane nó cũng hơi bị thọt. Mặc dù là một con Enchant thì sẽ có những cái tình huống vòng sau và dí vào Enigma sẽ là hơi khó để chạy với cái slow và thêm cả stun nữa. Đây, Soulbet bị dí vào và đã có vị trí Aramis ở đây. Một cú Inkwell được bút vào và Soulbet nổ Inkwell đây rồi. Một hit đánh nữa thôi, một tới từ Aramis nó sẽ là đủ. Và ôi nhá, không được rồi Aramis ơi. Aramis rất là đen, anh ta đã nhấc tay lên rồi. Nhưng mà đó là cái nhịp anh ta vẫn click thêm pha di chuyển nữa. Đúng rồi, animation nó là đen đủi đấy. Hơi đáng tiếc. Một cú gọi là nhả mạng của đối phương đi về. Tôi thì cũng may là anh ta đã lùi về được rồi. Và đó mà có thể lùi về trước đó thì chính xác hơn là có thể giết được và lùi về thì nó sẽ là một cái sự gọi là thỏa mãn hơn. Tuy nhiên thì thôi, bảo toàn được cái mạng sống của mình cũng là được. Queen of Pain của Magico ở mid thì anh ta đang có được last hit về cơ bản thì là hơn rất nhiều so với cả anh chàng Boom. Tôi đang thấy là hơi nhiều quá thì phải. Quan trọng là lượng deny là 18 con. Deny 18, nó ít 26. Boom thế rồi anh ta làm gì nhở? Boom thì có lẽ là anh ta phải đánh an toàn thôi. Cái lên nó đi với cả Queen of Pain thì lúc nào cũng khá khó. Vậy xuống một bên đang đây rồi, combo quen thuộc. Tí vào người sâu bét không, họ muốn Naipasa chia người ra để ăn mạng. Giờ Naipasa buộc phải gật bật cho mình Ghost Round lên. Arbit có cho mình thành công mạng sâu bét sau cái lần giết hụt trước đó. Và giờ thì Crystalline anh ta sẽ bị êm vào, chính xác hơn là anh ta êm vào người của anh chàng Toby. Một bổ đầu tiên đã có crit rồi và tôi nghĩ là Toby sẽ phải lên bảng điểm số mà thôi. Sẽ là một cái Inventus tới từ vị trí của Iliad và kết thúc đi cái mạng của Toby. Dù gì thì vị trí của Toby, Iliad cũng là người có mạng rồi. Thực sự thì một cái lane mà Enigma gặp phải Enchant như là Red King rồi. Anh em chỉ cần đi hơi quá trụ một tí thôi, ăn một stun cộng thêm một slow vào rất khó để có thể di chuyển về. Đối phương thì với những cái con đệ xương có thể mở ra để lao thẳng vào trong trụ luôn. Đấy, khéo thôi thì anh ta sẽ ăn rất ít những cái nhát hit từ trụ. Cái kinh thì khá là ổn. Bây giờ thì Magico lao lên đánh vào vị trí của Boom, ăn hai ray vào người rồi. Có Sonic Wave sẽ là Sonic Wave luôn. Boom anh ta vẫn đang cố gắng trụ lại nhưng không được nữa rồi. Trong khi đó thì Magico anh ta sử dụng cho mình cái blink và lùi ra. Một cái lane mid rất khó mà dành cho anh chàng đó là Boom ở trên này lại dí vào người của Naipasa. Trong khi đó thì sao, Naipasa vẫn còn Ghost Round và còn Earth Stick, chúng ta có thể lùi về được. Vừa rồi chúng ta thấy đó là win rate con Queen of Pain của anh chàng Magico thì cũng không đơn giản đâu, cũng là 50%. 50% là một con số chấp nhận được đấy. Một con số khá là ổn đấy. Toby đang có một cái win rate trên mức trung bình là 56% với Enigma.
Nhưng trong trận đấu này anh ta vừa bỏ lại một mạng rồi. Boom và mid thì có vẻ là không chịu được áp lực tới một Queen of Pain. Đó thực sự là một con NF. Nếu như là Queen of Pain đánh khéo và cụ thể hơn ở đây là Magical, anh ta chơi rất thuận tay con hero này. 100% hero win rate á. Con NF của anh chàng Boom này và trong trận đấu này thì trông nó không 100% tí nào cả. Chắc là bị thua ấy. Chắc là thêm TP từ Aramis rồi. Chém chói thành công. Dí Inkswell vào và cần có một tình huống chém. Không, nổ Inkswell rồi. Và Twitch Light đã tăng được điểm của Red, có thêm một số bet đây. Và người trả ngược lại mạng đó chính là Aramis. Còn nhìn con Red King tôi trông là thể lực rồi. Đá một cái kìa. Một tình huống teamfight thực sự nó không mang lại quá nhiều ý nghĩa cho các thành viên phía Viking EZ khi mà họ đẩy người xuống. Thậm chí là còn cả mất cả người luôn. Nào và bây di giờ chuyển ăn cho mình cái mạng này chẳng Celery phát hiện ra rồi sẽ là đứng đáp tay rồi chết rồi. Hoặc anh ta có thể thoát được không đây? Đây lâu lại mạng Invader kết thúc đi mạng của Celery cực kỳ đơn giản. Không được rồi, hai con hero Intel đấy là Enchant cũng như là cả một con Shadow Shaman. Thực sự là hai con hero đam tay nó khá là to. Con Enchant thì có Invader, còn con Shadow Shaman thì anh em biết rồi, bắn cực kỳ đau luôn. Ở đây thì Crypto Light trông quả kiếm ấy bị lực ấy. Xịn đấy, kiếm xịn. Trông xịn nhờ. Có khi trông nó còn đẹp hơn cái kiếm đỏ. Kiếm đỏ không, kiếm đỏ nhìn vẫn đẹp. Kiếm đỏ, cái tiếng kiếm tiếng. Đỏ cái tiếng kiếm đỏ nó khỏe. Đúng rồi. Nghe lực. Nghe cốp 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 ấy. Kiểu cảm giác bị ra được bị đánh dã man ấy. Magical ở mid thì anh ta vẫn đang làm tròn cái trách nhiệm của mình thôi. Level 8 trên người và đi đọt vào vị trí của SF. SF thì mới chỉ có cho mình nó 2k tiền. Trách lực ở mid thì đó là khoảng 1 level và có cho mình là 1k tiền rồi. Là ổn với các thành viên bên phía nào Vi. Magical vẫn đang là một cái player anh ta đã có cho mình phong độ ổn định trong cái giải đấu lần này. Chưa quá chốc. Hai bãi stack và bị leak một lượng XP kha khá tới từ Boom đấy. Sobet cũng như Liad đang ở trong này. Và có vẻ là họ cũng không có vẻ gì là ngần ngại cả khi mà có con mắt ở đây. Họ có thể nhìn được các thành viên của bên phía team Viking. Cái con Happy thì vừa giật một phát vào mõm của anh chàng đó là Celery rồi. Nào, đang rất lưu díu ở cái khu vực land mid này. Ba người ở đây và các thành viên của bên phía Navi họ cũng rất đông. Chưa có dấu hiệu gì muốn di chuyển đánh nhau. Nhưng bây giờ thì Magical có cho mình một cái Rune Arcane rồi. Tầm này mà hét cho mình một cái Sonic Wave thì cái thời điểm cooldown, khả năng cooldown nó sẽ giảm đi rất nhiều. Enchant bị vớ vào. Thôi chắc là chết rồi. Không nghĩ là anh ta có thể chạy được. Và Sát là người ăn một cái mạng cực kỳ dễ dàng. Trong khi đó phút thứ 10 đã đến và giờ thì di chuyển ra ăn rune. Sobet sẽ có cho mình một rune đơn giản thôi. Trên top sẽ là hai cái tới từ vị trí của anh chàng Necropod Naivasha. Khó thực sự khi mà ở trên top này. Ồ, ở mid họ vỡ gạc được lại khi mà kết thúc được Magical rồi. Nhưng mà nếu đó là một pha nhường mạng lại cho Saofin của Boom thì mình nghĩ sẽ là hay hơn. Anh chàng này đang khá là thọt. Trong khi đó thì Sobet di chuyển ra ở đây chỉ để gọi là harass đối phương thôi. Mà sai chuyển lên top và lại nhìn thấy được Raibacha. Nói lại, chập smoke, silent, cái chết rồi. Chat ở điểm này đang rất mạnh. Trong khi đó thì Enchant di chuyển lên chân được lại anh ta và chắc chắn là Zeri phải lên bảng điểm số mà thôi. Không đánh được hay lập tức là lùi. Crystal Light sẽ bật xương cho mình lên ở đây để có thể farm để bãi tay ngày chàng. Không cần nữa rồi. Người ta anh ta không có. Có một cái sự rất xài đây là con Ricky. 10 phút nó có cho mình 5.000 tiền trên người rồi. 11 phút. Cái sự này thì đúng là hơi xài. Nhưng mà con Red King cũng đang xanh. 4.200 mét vuốt. Chưa đủ để thế lại Ricky đâu. Khi mà có đi full sẽ là câu chuyện rất khó. Con Ricky vừa farm được lại còn vừa có mạng. Sát thì gần như là đang được nhường tất cả rồi. Của Crystal Light thì còn phải farm nhiều lắm. Đúng. Bởi vì anh ta cần cho mình đó là những cái món đồ đắt tiền. Nhưng Ricky thì nó lại là câu chuyện khác anh em ạ. Một cái defuse thôi và nó bắt đầu biến thành nỗi ác mộng và support đối phương luôn. Đó. Khi mà chỉ cần thêm cái lượng khống chế đến từ một con Ember là hai mảnh to của cái defuse rồi. Và thiếu cho mình khoảng 800, hơn 800, 850 tiền nữa Ricky sẽ có cho mình với defuse. Sẽ rất sớm thôi, trước phút thứ 15 mà có cái defuse thì nó sẽ là cực khỏe dành cho một con Ricky. Đây là cố gắng phút trụ với cả cọc rắn và cả đệ xương của Red King. Có lẽ là họ sẽ cố gắng muốn deny cái trụ này rồi. Và deny thành công, tấn sát, trời ơi. Cắm cả Master Benwood.
bật cả cái xương ra, xương lên mà không ăn được trụ. What is happening to Na'Vi, bro? Nhưng mà Ricky thực sự thời điểm hiện tại thì đang lượng đam tài của anh ta cũng là có. Nói chung vẫn là một tình huống thi đấu tốt để từ các thành viên phía Vakin. Từ đây Navasha, tôi nghĩ là anh ta sẽ chết rồi. Thế là không chết rồi, như này thì là không chết. Không. Bật quất rao lên pha khá đẹp được rồi. Như này thì chắc là phải chết thôi chứ nhở, không chết thì hơi lạ. Lại còn có cả boom đến góp vui bằng một cái ray từ xa. Và để ăn mạng cho anh ta là chuẩn rồi. Nào, và bây giờ tỷ số đang là 6-5 dành cho các thành viên phía Viking Easy. Điều quan trọng nhất là sát sắp hoàn thành xong cho mình cái default rồi, thiếu 400 tiền nữa thôi. Rất gần rồi. Và cái thời điểm mà con Ricky nó có đi full thì thực sự là kinh khủng lắm anh ơi. Magical lúc đấy nhìn thấy Ricky thì cũng chỉ là tuyệt vọng thôi. Đúng rồi. Không thể làm gì hơn được. Magical, một cái con nữ hoàng, gọi là gì? Queen of Pain, là nữ hoàng đau đớn à? Nữ hoàng đau đớn gặp quả sát thủ Ricky Maru thì đúng là chỉ có chớ ở đấy thôi. Ngày xưa nó là cái gì Assassin nhỉ? Seattle Assassin. Stealth Assassin. Stealth Assassin, đúng rồi. Assassin. Ai tầm tham minh trận đấu này thì một con Enigma khá là thọt và nó có cái lúc đầu khá là thọt thì đúng hơn, anh ta có một cái món búc một chậm hơn khoảng 4 phút so với thời gian trung bình. Đó là những gì mà Clean Fit cho chúng ta biết. Crystalline thì anh ta không nhẫn nại được rồi, anh ta phải lên cho mình đó là một cái Amulet để có thể đánh nhau. Nhận ra là cái việc anh ta phải farm một cái Relic và cái công thức của Radiant nó sẽ đến khoảng phút thứ 18 nếu là nhanh. Đúng rồi. 16 nếu mà siêu nhanh. Và cũng phải là 21 nếu mà tốc độ bình thường thì nó là hơi lâu. Đã quyết định chuyển qua cho mình đó là một cái Amulet ở Mordiguin. Xong rồi. Thực ra thì Rain King lên cho mình cái Amulet tăng cường khả năng chống chịu. Nhưng mà với việc có cho mình con Ricky có đi full ở tầm thời điểm phút thứ 14 của cái game đấu này, thì cái con Rain King nó càng trâu, nó sẽ càng bị chém hết sạch mana thôi. Và khi nó hết mana nó không thể sống lại được. Nào bây giờ thì bắt đầu di chuyển đi gank rồi, và sát nó sẽ thành một con hung thần. Con Ricky nó sẽ thành con hung thần khi mà đây rồi, đây là thời điểm người ta gọi là thảm sát đấy. Chạm vào người của ai là người đấy chết. Bây giờ Na'Vi sẽ Magical, anh ta có biết điều này hay chưa? Cái thông tin về cái default này là chưa rõ luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Và khi mà có thông tin cái thì Na'Vi sẽ chơi trong cái kiểu là thôi đừng có ai lộ mặt. Cứ lộ mặt xong, đép xong lính cái là phải chạy về ngay. Ít nhất là họ phải có gọi là 2-3 người đi cạnh nhau bảo kê cho vị trí Crystalline. Nếu không Crystalline sẽ đi rất nhanh. Smoke ngược tới từ Na'Vi này. Giờ thì thật ra là Ricky anh ta vẫn có khả năng để kết liễu đối phương đấy. Pha Smoke này thì sẽ bị lộ tới từ Celery mà thôi. Celery bị slow lại và chết. Nhưng mà mình nghĩ là cái chết này thì sẽ giúp cho các thành viên của Ricky đi dựa tiếp tục farm thôi. Đặc biệt là vị trí của Boom. Sát bị scan trúng người rồi. Có lẽ là bây giờ thì các thành viên này thì Aramis liệu có là người đào thoát được hay không đây? Anh ta ngửi thấy mùi thối mong tối rồi. Về luôn. Rất nhanh. Nó là sủi luôn đấy. Nó là sủi luôn đấy, chứ không phải là sủi bình thường đâu. Mấy ông lại đánh an toàn dã man. Và bây giờ một con Enigma đang hướng tới cho mình cái Blink rồi. Cái lối chơi nó chủ động hơn. Bây giờ thì sát Crystalline bị túm luôn đây rồi. Và Ricky sẽ chém hết mana Crystalline luôn hay không đây? Chém rất đau. Hết sạch mana rồi. Thế nhá. Vẫn kịp sống dậy đây. Nhưng mà ulti từ đây em không cho phép anh ta làm gì cả. Boom là người ăn mạng. Có hack lại được sát. Nhưng mà sát ơi, chưa cooldown xong cho mình. Đó là cái skill 2. Vẫn làm chậm lại được Sylvester đây. Chém chói lại được rồi. Cố gắng cắm cho mình Master Penwood ra để đối phương có thể ăn. Và đó là double kill dành cho Boom. Anh ta vẫn đang đi tìm những thành viên khác. Thôi sao một người phải TP rồi. Đó là vị trí của 9 Pasha. Sợ một cái con Ricky đến mức độ như vậy. Một cái đội hình mà bốn con tay dài máu giấy thì nhìn thấy Ricky đúng là sợ thật. Thực sự là một con Red King tầm thời điểm hiện tại anh em ạ. Như mình nói lúc đầu, khi mà anh ta kết thúc mạng nhất, cho dù có mạng thứ hai chẳng nữa thì anh ta vẫn sẽ ngại một con SF. SF nó có thể tham minh được cái khoảng thời gian mà con vua xương sống dậy đứng dưới nó tụ một cái anti rồi, rất đơn giản. Sống dậy thì ăn thêm cái anti SF vào thì cái lượng máu mất đi nó đã là quá nhiều rồi. Bây giờ bên phía Viking Easy đang có cho mình một cái lợi thế khá lớn, dẫn trước 4.000 tiền rồi. Lượng XP chênh lệch cũng là khá nhiều luôn đấy. Một cái thế trận khởi đầu khá là tốt. Và bây giờ thì họ đơn giản là để cho SF farm và Ricky stick vào đi đánh nhau thôi. Sẽ là support của bên phía Na'Vi sẽ rất nghèo.
vì đối phương là một con Ricky. Chat anh ta biết cái việc là ở mid có Senchi rồi nhở, kiểu cảm giác tự nhiên thấy con Crit đánh các người mà không pin đồng đội thì cũng hơi buồn cười. Con Dragon Scale thêm item neutral dành cho thành viên của bên phía team Viking GG. Món item này sẽ đưa cho ai đây? Đưa cho Ember khi mà con hero này, tuy là một hero Agi nhưng mà cái lượng giáp cơ bản của nó và cái lượng Agi gain nó khá là thấp, không quá nhiều. Và Ember thì lại không phải một cái con tướng lên theo đường start nữa. Đúng không? Cái lượng giáp có Blink Dagger phút thứ 17 tới từ anh chàng Enigma này. Và bây giờ thì lấy gì ra cản một Enigma đây? Ui, hai nhịp nhảy, đó là cái nhịp cầu connect và tiếp tục sẽ là vị trí của anh chàng Iliad bị êm vào thôi. Và bây giờ thì thêm một đấm nữa tới từ con Edep này. Edep tự lốc mình lên thêm sâu bài vào và tôi nghĩ là cần có một pha tiến sóng đi rằng Black Tau và cùng với đó là bị bia triple kill cho Boom, ultra kill xong dành rồi cho Boom. Tôi vừa nhìn thấy các thành viên ở phía nào vì lao ra để đối đầu với cả con Edep này ở mid là tôi biết không được rồi. Vâng, một cái con Enigma đó là chất lượng tới từ Toby đấy. Đúng rồi, hôm qua thì anh ta còn một Refresher Off xong một Refresher Sát BKB nữa. Thế là bên phía của Liquid gần như là họ gọi là chơi điện tử trong cái trạng thái là sợ hãi luôn. Đúng là không đơn giản mà Liquid họ thua được cái team này đâu, mà đúng là họ gặp một cái trở ngại thực sự đấy. VKGG họ đang là một đội team khá là hấp dẫn ở thì hiện tại. Một cái ulti Enigma kèm theo cả một cái Requiem of Soul, lượng đam nó sẽ là như thế nào? Chưa kể Midnight Bulls được đặt ra một cách siêu chuẩn chỉ nữa. Thêm giáp lửa đến từ Ember, xong rồi cả Ricky thả khói đấy. Thì đúng là kể cả có sống xong cái combo kia thì con Ricky nó cũng sẽ gọi hết những người còn lại. Chưa kể cái sâu bài nó giữ chân quá lâu vào cái thành viên ở trong đó. Việc mà họ bị gọi là dính Black Hole nó cũng là điều đương nhiên thôi. Bên phía của team Na'Vi thì họ đang cần phải... Thật ra nó đang khá là khó đánh khi mà một con Ricky nó quá xanh rồi. Cái lùng sục khắp nơi rồi. Ricky 307. 307 là KDA hiện tại của anh ta và SF thì là 710. Trong thời điểm khó khăn đầu game và bây giờ SF gần như anh ta lấy lại để cho mình những cái lợi thế rồi. Anh ta đang đứng top tài phú luôn. Và khoảng rừng, nhìn khoảng rừng các thành viên phía Na'Vi kìa, họ phải di chuyển rất kín kẽ. Lộ mặt ra len thôi là cảm giác trông nó đã quá là nguy hiểm rồi. Mình không biết vị trí của sát ở đâu cả. Bây giờ thì... Táo được tìm thấy bởi Ricky và anh ta sẽ cầm luôn item này thôi. Ở bên kia Necrophos đang cầm cho mình cái áo bà ba. Cùng với đó thì anh ta cuối cùng hoàn thành cho mình một cái first stop rồi. Một món đồ để có thể chạy trốn khỏi con Ricky này. Breaking thì thực sự mình nghĩ là nó hơi khó chơi cho anh ta quá. Sẽ phải cố gắng câu kéo để cho Crit live farm late thôi. Thực sự là farm late thì anh ta cũng, nếu mà để mà nói thì cái quãng đường nó bị lâu ấy. Và hai mạng thì chắc gì đã là đủ đúng không? Đúng. Khi mà đối phương thì Black Hole đi qua mà được sâu. Bây giờ thì để mà đánh nhau với cả một con Ricky tầm thời điểm hiện tại các bạn, khi mà một rất con Ricky khó. Nó là áp lực, nó là một cái áp lực vô hình. BKB dành cho SF ở phút thứ 20 rồi. Hình như là đã có gậy lốc thì phải, không mình không nhầm. Nhận thấy Ricky chiếm được cái outpost ở dưới khu vực landpost này và các thành viên bên phía Na'Vi thậm chí họ còn không một ai di chuyển xuống cả. Bây giờ di chuyển xuống từng cái TP một thì chắc chắn sẽ là cái chết thôi. Chán cái ông Boom mà chưa có book ạ. Chán thật sự. 7-1 mà chưa có book cái này thì làm sao mà lấy được cái strike trông nó gọi là xanh le như là cái ông Ricky cái đây. Mặc dù mới chỉ có 3 mạng thôi. Nhưng mà Viking GG là người ta sống gọi là theo đam mê, à, đánh với cả eSports, không cướp bóc gì lấy đâu ạ. Gọi là kim tiền đâu mà. Ông biết được đấy. Người ta đánh giải Tire 1 tỷ thì chắc là ông biết được. Nói chung thì cũng không làm cái quả 1 ăn 50. Một ăn 50 mình không rõ cho thấy như thế nào. Nhưng mà nếu mà đúng là như vậy thì đó là ở đây từ từ đã có ulti lên từ DDF. 1-7 nữa Boom có trình mạng của anh chàng đó là Sobet. Tiếp tục là cái con Red King này bị dí theo. Crystal Light chạy đi đâu đây? Bị trói chân lại rồi, thêm Necrophos có mặt ở đây. Không thể dí ulti vào được. Và bây giờ thì Red King anh ta sẽ phải bỏ lại những mạng đầu tiên. Sonic Way ra cũng sẽ bị kết thúc ở đây thôi. Đó là một pha hái đầu tới của những Naivasha. Nhưng mà không sao cả vì bên trong sâu bài chúng hai người rồi. Magical cùng Naivasha đều phải bỏ mạng lại. Và Red King cũng vậy. Crystal Light nằm xuống với cái double kill từ Celery. May mắn thay cho anh chàng Enchan là đã dù lùi về được với cái TP của mình. Nhưng Sovet thì không. Triple kill Celery rồi. Một con support số 5. Triple kill. Mặc dù là một cái pha teamfight gần như là thua hoàn toàn đến từ bên phía Na'Vi,
Nhưng thực sự Sobet tình huống rồi anh ta đánh rất tốt. Anh ta không để cho Enigma có được cho mình cái Blink để Blink di chuyển vào. Thực sự Enigma di chuyển đến rất gần rồi. Làm là hết cỡ rồi. Đúng rồi, anh ta làm hết mọi thứ rồi. Nhưng mà thực sự là cái lượng item chênh lệch nó đang là quá lớn với 11k net worth chênh lệch. Khó rồi, 17-7. Và cái lượng farm của bên phía Na'Vi thì họ đang đẩy lên rất cao. Có thêm những cái lượng kill trên người của các core hero nữa. Đây chúng ta cũng xem lại cái pha map vừa rồi. Thì khi mà họ muốn dồn một Crystalline, lượng dam deal ra nó chưa đủ khi mà Riki chưa có mặt. Sau đó là pha buyback từ The Soulbed. Và ở đây thì Boom anh ta bị dồn, đó là cái lượng dam từ Impetus cũng như là cả pha Sonic Way nữa. Queen of Pain của Magical, cái ý đồ pha đó là tốt. Nhưng mà Riki thì anh ta đã kịp chỉ định là người chết rồi. Sau đó chúng ta thấy đó là vị trí của Soulbed bên ngoài anh ta. Đấy, các bạn thấy ở góc màn hình anh ta vẫn dồn được một cái con Enigma không cho nó di chuyển vào combat. Nhưng mà chừng đó là không đủ. Và cùng quay trở lại với cả trận đấu thôi. Toby ở đây thì sao? Có cho mình Grun Arcane và chuẩn bị hoàn thành BKB rồi. Enigma tầm thời điểm hiện tại anh em quá tín tay đến từ các thành viên bên phía VKG. Và mình nghĩ là đội team nào gặp VKG tầm thời điểm hiện tại thì nên ban đi cái con hero này. Đến nỗi hôm qua Liquid trận 3 họ buộc đi ban con hero này. Vẫn phải chịu cái kết quả là thua thôi. Toby đánh một con Enigma quá tín tay đi. Dù thời điểm đi lane anh ta cực kỳ thòn. Đối đầu với cả Rain King, Enchant. Lên rất khó thở. Và về sau thì anh ta vẫn farm lại được cho mình cái lượng net worth. Khi mà các thành viên ở phía VKG họ bắt đầu thi đấu áp đảo tầm thời điểm mid game. Và bây giờ stick đi đánh nhau nghe chừng khó thực sự. Bởi vì họ không, bên phía của Na'Vi họ không có cho mình những cái combo khống chế kiểu AOE. Mà đó chỉ là một con Shadow Shaman. Đó chỉ là một con Grand King với những cái standard lẻ thôi. Còn đối phương thì một con Vicky vô cùng khó chịu rồi. Crystalline lên cho mình đề xô. Nhưng mà lên đề xô như thế này thì đứng trong khói Riki gần như sẽ là vô hại thôi. Thực sự. Cố gắng smoke tới bên phía của team Na'Vi. Vẫn đang muốn đi tìm cái điều gì đây? Tìm cái chết à? Lộ vị trí rồi với một con mắt. Và ngay lập tức là em bơi ta TV xuống. Cùng với đó cả một người nữa. Toby xuất hiện với cái BKB chưa? Chưa có BKB. Trong khi đó ở bên ngoài Navashai ta bị dí theo. Forstap về được nhưng Ember có lẽ sẽ nói không. Khi mà có cả một cái gậy lốc ở đây nữa và chắc chắn sẽ là cái chết thành đánh chẳng Nai Ba Chào thôi. Bên trong thì Riki đảo nhẹ cái mạng số bét rồi. Enigma ulti thẳng vào đầu của Red King luôn. Có là hai mạng thì cũng sẽ không chịu được đâu. Họ đánh cực kỳ là cục đấy. Và bây giờ thì Crystalline mất đi một mạng rồi. Về được khi mà Riki thì có lẽ thì anh ta chưa dùng được kịp cái đi phụ. Chưa gì cả. Ok. Chắc chắn là anh ta sống. Nào và bây giờ các thành viên ở phía VKG cũng như là cả Na'Vi, tỷ số đã là 19-7 rồi. Boom thì quá nhiều lợi thế cho anh ta tầm thời điểm hiện tại. 12k tiền và một con Riki kìa anh em. Thường thì Riki là một dạng carry chim mồi. Khi mà đi đánh nhau quá nhiều anh ta sẽ bị thọt về network. Nhưng mà trong cái trận đấu này thì sát. Ui. Một Ember support mà 24 phút cũng đã có cho mình được một cái earn 2 rồi. Thế thì như nào nhở? ESL thì có chiếu lên cái thời gian trung bình của con Ember lên cho mình là cái Vessel. Nhưng mà thực sự thì Ember thì hay đi pit. Thời gian lên Vessel của anh ta sẽ sớm hơn. Trong trận đấu này thì anh ta chỉ đóng cái vai trò support số 4 thôi. Tầm thời điểm hiện tại có những cái Vessel đã là khá là giàu rồi. Run vào T thì sẽ được, mình nghĩ là sẽ là được cầm bởi các thành viên của bên phía team VKG cả thôi. Bên phía của Na'Vi thực sự là cái ban pick của họ lập một cái layup mà nó đánh khó chịu quá. Có một con Riki xanh quá sớm, cực kỳ khó đánh. Họ đã làm tốt ở khu vực mid rồi. Bot cũng vậy mà phần còn lại thì không. Đây thì di chuyển vào, bắt vào người của đó là anh chàng Crystalline. Không có ultimate và chắc chắn là nằm xuống tay của Boom rồi. Hem vào The Dominator. Có lẽ phải build cái lối build đồ. Lối build đồ gọi là vừa đi đánh nhau được, vừa cho đệ đẩy đệ đi farm. Thực sự là một cái tếu đấy. Chịu. Hết lên để tăng cường cái tốc độ farm của mình. Mình đã farm nhanh lắm rồi, bây giờ thì 2-3 chém đến từ vị trí của Sát thôi. Unstoppable rồi, Soulbed thì cũng chạy về thôi chứ nhỉ. Nhìn thấy người đồng đội của anh ta là một cái tấm gương điển hình rồi. Aramis có đẩy bóng. Ôi thôi xong rồi. Thế xong. Nhá. Xong. Tôi thấy cái chết. Double kill thì có set. Chính xác hơn là sát sẽ chuẩn hơn. Như một con Riki 25 phút hoàn thành BKB tới từ Enigma. Trước đó đã có Blink và cả một quyển book 1 nữa. Nào bây giờ thì họ đỡ kiểu gì đây? Boom thì khả năng đẩy trụ của anh ta khá là tốt. Trong cái trận đấu này anh ta chủ động lên cho mình theo cái đường làm phép.
lên cho mình gậy lốc Blink BKB đánh với cả một con Reinking ở mạng thứ hai, bởi vì họ biết rằng khi mà họ sử dụng cho mình Black Hole thì rõ ràng một con Riki không thể đủ gọi là thời gian để chém hết được cái lượng mana của Reinking, nó sẽ sống mạng thứ hai, lúc đấy thì SS Blink vào BKB và anti thôi. King thì cho dù có hai mạng người ta vẫn sẽ là phải bỏ lại thôi. Bây giờ thì cái pha team fight và trên gì sau 27 phút thi đấu dẫn trước cho mình 17k network rồi, và cái lượng network này thì không biết là có thể gỡ nổi hay không đây. Có này, cái phần trăm thắng được dự đoán đang nghiêng rất nhiều Viking GG rồi. Có lẽ tầm thời điểm hiện tại đã là khoảng 99%, và đây thì Queen of Pain không chế lại được con Ember, hết cả Sonic Way ra, và cuối cùng thì họ cũng có lại cho mình được một mạng. 8-22. Một cái trận đấu mà quá khó để đi tìm vào người các thành viên đến từ Viking GG. Riki còn lên cho mình cả một cái BKB cơ, đánh rất cẩn thận đến từ vị trí của Sát. 7-0 rồi, và thậm chí khi mà có BKB thì cái gì có thể giết được anh ta nhỉ? Một con Red King cầm đề xô chay và cả một cái tay xương thì hơi khó. Trông một con SF đi theo đường phép các bạn ạ. Xong là không cố được, chạy được gì đây. Mai Breaker luôn cho nó cẩn thận. Riki thì tuy là anh ta không nhớ là cái nhánh Talon, mình có chơi Riki rất nhiều, nhưng mà có một cái nhánh Talon là giảm cooldown cái smoke screen. Talon level 15. Như là hai mái khói nó đè vào nhau, con Queen MP thì rất khó để có thể di chuyển về. Ở đây rồi, Androsan cần một người ra tanh, Riki chém vào lưng thì nó mới nhanh được. Ở đây rồi, cho con bóng tanh, Androsan thì nó sẽ quay trở lại chém cả con thần thôi. Cố gắng để cho con đệ Enigma tanh. 28 phút, SF hoàn thành cho mình xong một item của Zagat. Và Aegis of Immortal dành cho anh chàng Seth với một con Riki thôi. Lượng đam phép thì phụ thuộc vào Queen of Pain. Ok, Queen of Pain cũng sắp quay tầm thời điểm hiện tại, nó không là quá đau đâu. Cái lượng đam tay đang tập trung vào Crystalline, và Crystalline lên cho mình cái Blink. Không có BKB thì đánh nhau trong khói với Riki khó quá dành cho Cryptolite rồi. Nào, anh ta chủ động lên cho mình cái Blink, nhưng mà đối phương là những người lao vào trước cơ mà. Đỡ kiểu gì đây? Có lẽ là lên chủ động và đi săn lẻ người thôi. Anh em ở trên kênh có hỏi là team nào mạnh nhất thế giới, thì có một số anh em trả lời là Nick. Đúng. Đấy là đội team mạnh nhất thế giới, đội team có thể làm được những điều không thể. Đánh rồi, cả Secret 2-0 thì... Đấm Secret 2-0 thì đúng là... Team nào làm được giơ tay. Đúng là Unique. Độc nhất vô nhị luôn anh em. Độc nhất vô nhị anh em ạ. Đó là unique luôn đấy. Chịu. OG thì bây giờ thua cả PvP. Nên là đừng có nói chuyện là bảo OG khỏe hơn Secret. Bỏ qua đi anh em ạ. Sigma thì thôi phập văn phù rồi. Hôm qua thì Sigma có một chiến thắng nó cũng khá là nhọc nhằn. Nào. Và bây giờ thì Toby di chuyển đây, bắt mớ gì vào Toby đây, sát có mặt ở phía sau. Ồ, nào không có BKB, Toby không thể chết luôn. Black Hole thôi, nhẹ nhàng cho mình đó là một cái Black Hole lên. Và ở đây thì chắc chắn là Crystalline tôi không kiếm được cách để anh ta về nhà đâu. Chắn chết rồi, double kill Toby, Naivasha thì bỏ đi đâu. Gì? Một cái Rookie mọc sâu và ngay lập tức là con GG tới từ bên phía của đội hình team Na'Vi. Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho Begin GG mà thôi. 30 phút cho một cái game đấu mà các thành viên được kiếm 3 cái GG thi đấu quá tốt.